Tôi rất vui mừng là chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau tại đây, tại Liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ 8, tổ chức tại khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc và vào ngày cuối tuần rất đẹp trời này. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi đến tất cả các anh chị, các bạn, lời chào mừng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và cũng nhân dịp này xin chân thành cảm ơn sự hiện diện, sự tham gia nhiệt tình, hưởng ứng, nhiệt tình của tất cả các anh chị em và các bạn đối với Liên hoan ẩm thực quốc tế năm nay. At the outset, I am elated today that we are united again at the 8th International Food Festival organized at the Vạn Phúc Diplomatic Compound at this beautiful weekend. Now allow me to extend to all my brothers and sisters and our friends our warmest welcome and congratulations. I would also like to express my sincere gratitude to you all for your attendance and support for this year's International Food Festival. Thưa anh chị em và các bạn, ngày bạn quốc tế biết đến Việt Nam như một điểm đến rất là hấp dẫn, an toàn và một cái nơi mà chúng ta thấy là bởi vì đây chính là nơi có đã hội tụ những cái nét đặc trưng về văn hóa, và trong văn hóa thì kiện văn hóa ẩm thực là một đa dạng phong phú, là điều mà chúng tôi người Việt Nam rất tự hào. Theo công bố 2020 của rất nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới, của tạp chí Bạn đọc của Mỹ, thì Việt Nam lần thứ hai liên tiếp được lựa chọn là điểm đến hàng đầu về di sản ở châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Brothers and sisters, dear friends, Vietnam is known among international friends as a friendly, safe, and very attractive destination because of its cultural uniqueness. And in particular, the diverse and rich Vietnamese cuisine is something that we are always proud of. And according to the 2020 announcements of many international organizations, such as the World Travel Awards and the Reader's Digest, Vietnam was voted as Asia's top heritage destination, Asia's top cultural destination, and Asia's top culinary destination for the second time in a row. Riêng thủ đô Hà Nội thì đứng ở vị trí thứ 10 trong top 12 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất châu Á. Và tôi tin rằng sự thu hút của thủ đô Hà Nội chính một trong những điểm rất nổi bật, đó bởi vì đây là nơi hội tụ của rất nhiều tinh hoa ẩm thực của các vùng miền ở Việt Nam và hơn thế nữa của rất nhiều vùng miền quốc gia trên thế giới. And ladies and gentlemen, as Hanoi is particularly ranked 10th in the top 12 most attractive tourist destination in Asia, I believe that the charm of Hanoi is partly because it is the convergence of culinary quintessence, not only of regions, but also of many countries and territories around the world. Như chúng ta đều biết, thì chính thông qua ẩm thực mà hình ảnh của đất nước, văn hóa, lịch sử, con người của tất cả các quốc gia trên thế giới được biết đến và lan tỏa rộng rãi, và giúp người dân chúng ta hiểu nhau hơn và bị quý mến nhau hơn. Và chính hình ảnh của các vị đại sứ, các nhà ngoại giao trực tiếp chuẩn bị món ăn truyền thống của dân tộc mình, trực tiếp phục vụ những người dân, những người tham gia liên hoan ẩm thực quốc tế, và rất nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật của các bạn đã tạo nên cái nét đặc sắc và điểm nhấn của liên hoan ẩm thực quốc tế, và tạo rất nhiều cái sâu lắng trong nhiều người dân Việt Nam chúng tôi. As we all know, through cuisine, the image of our countries, the culture, history, and people are widely promoted, bringing us closer together with greater mutual understanding and compassion. The images of ambassadors and diplomats preparing their own national dishes, serving the participants of the food festival, and the traditional culture and art performances have all created uniqueness and left deep impression on many Vietnamese people. Và hấp dẫn ngày hôm nay của liên hoan ẩm thực quốc tế ngày năm nay, thì chúng tôi nhân dịp này chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của gần 150 gian hàng đến từ các đại sứ quán, các cái trung tâm văn hóa đang hoạt động tại Hà Nội, các sở ngoại vụ của các tỉnh thành và các chị em từ Nam Bộ do chị Mai Thị Hải cùng đoàn, và của rất nhiều đơn vị trong Bộ Ngoại giao và đông đảo các doanh nghiệp tham gia. Ladies and gentlemen, the exciting and lively atmosphere of this year's food festival that you are enjoying could not have been possible without the enthusiastic participation of 150 stalls from the embassies, the cultural centers in Hanoi, the Departments of Foreign Affairs of the provinces, and many departments under the Ministry of Foreign Affairs and the businesses. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tất cả các vị đại sứ, đại diện
và tổ chức chính phủ nhân viên quân của các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các trung tâm văn hóa đến chị Mai Thừa Hạnh cùng với các chị em của năm từ các tỉnh thành Nam Bộ đến tất cả các đơn vị, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã cùng đồng hành cùng chúng tôi, đã ủng hộ chúng tôi trong các hoạt động thiện nguyện trong suốt năm qua, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra. On this occasion, we would like to express our deepest gratitude to the ambassadors, representatives of countries and international organizations, the spouses and Madame Thu Hạnh and sisters in the southern provinces, the brothers and sisters of departments and businesses, and our philanthropists who have enthusiastically supported us in our charity activities throughout the years, despite the challenges caused by the COVID-19 pandemic. Như anh Dương, quyền cục trưởng của Vụ Ngoại giao đoàn vừa thông báo thì gần 900 triệu đồng của Quỹ Liên Hoan Ẩm thực Quốc tế năm 2019 của chúng ta đã được hỗ trợ kịp thời và thiết thực đến các trường học, các trung tâm về giáo dục và nuôi dưỡng trẻ tàn tật, người khuyết tật, phụ nữ nghèo và người dân ở nhiều vùng miền khó khăn của đất nước chúng ta như ở các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Sóc Sơn, Hà Đông, Nha Trang, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Ladies and gentlemen, as our Acting Director General of the Service Department for Diplomatic Corps, Mr. Hoàng Thùy Dương, has mentioned, the all of nearly 900 million Vietnam Dong fund of the Food Festival has been timely distributed to provide practical assistance to our schools and centers for disabled children, disadvantaged women, and residents in disadvantaged areas in Lai Châu, Hòa Bình, Sóc Sơn, Hà Đông, Nha Trang, Bến Tre, and Ho Chi Minh City. Actually, nearly 900 million dollars of our fund we collected over the last year already. Tôi cũng đánh giá cao sự đóng góp quý báu của công ty nước giải khát quốc tế PepsiCo và ngân hàng Việt Tinh Bang đã là nhà tài trợ chính cho chương trình năm nay. Và chúng tôi đánh giá cao anh chị em của giao đoàn đã chuẩn bị rất chu đáo, chuyên nghiệp cho lễ hội năm nay. And I would also like to highly applaud the valuable contributions made by PepsiCo Vietnam International Beverage Company and Vietinbank as the main sponsors of this year's program, and the brothers and sisters of the Service Department for Diplomatic Corps who have made very thoughtful and very professional preparations for today's event. Tôi tin được rằng Liên hoan ẩm thực quốc tế sẽ luôn là cái nguồn cổ vũ cho tất cả chúng ta, các nhà ngoại giao và các bè bạn và anh chị em làm trong công tác đối ngoại sẽ luôn là cái nguồn cổ vũ để chúng ta phát huy và cái vai trò sứ mệnh là cái cầu nối hữu nghị, gắn kết các dân tộc và đặc biệt khẳng định tình đoàn kết để vượt qua các thách thức đặc biệt là đại dịch Covid lần này. I strongly believe that the International Food Festival will always be a source of encouragement for all of us, the diplomats and the officials in foreign affairs, in embarking on our mission as a bridge of friendship connecting nations and strengthening solidarity to jointly overcome all challenges ahead, especially this pandemic. Chúc Liên hoan ẩm thực quốc tế 2020 của chúng ta thành công tốt đẹp và chúc chúng ta sẽ có một cuộc hành trình đến tất cả các vùng miền ẩm thực và các lãnh thổ của các lãnh thổ các quốc gia trên thế giới trong ngày hôm nay. Và chúc nhân dịp năm mới, xin được chúc tất cả các anh chị em, các bạn và cùng với gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. I wish our International Food Festival every success, and it is my hope that today's delicious and unique dishes will take us on a culinary journey through many countries and territories around the world. And as another new year is near, may I wish all brothers, sisters, and friends and your families good health, happiness, and success. Thank you very much.